Cái thằng Sở Khanh kia, mày ruồng bỏ con gái của tao. Còn bây giờ mày còn vui vẻ đám cưới nữa hả? Đồ khốn nạn, con mày còn không nhận. Mày có chân trời phạt mày đó. Nè, mấy người làm gì vậy? Mấy người là ai vậy? Tôi đâu có quen mấy người. Tại sao lại nói vậy với tôi chứ? Em biết là anh chê em không xứng với anh. Em cũng không quán trách gì anh hết. Nhưng mà con của mình nó vô tội mà anh. Tôi nhớ ra cô rồi. Cô tên là Chi đúng không? Cô làm việc ở vũ trường. Hồi trước tôi có đến đó. Nhưng mà tôi nhớ là tôi với cô không có bất cứ mối quan hệ gì hết. Tại sao cô vu khống tôi? Cô nói cho rõ đi, nếu không tôi báo công an đó. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè. Nó ăn ở với con gái tôi có con á. Giờ nó trở mặt nè. Mọi người ơi, mọi người nói một câu công bằng cho mẹ con Chi đi mọi người. Hơn một năm trước đi con. Khi mà vợ của thằng khốn nạn Lâm này nè vừa mất, nó còn chưa kịp mở cửa mã nữa, nó đã vô vũ trường ăn chơi gái gú, rồi nó qua lại với con gái của tôi. Tới khi con gái của tôi nó có thai thì nó ruồng bỏ, nó không chịu trách nhiệm. Bây giờ nó đi cưới vợ khác nữa. Mấy người im đi, mấy người đừng có vu khống cho anh hai của tôi. Anh hai của tôi không phải là người vậy đâu. Nè, mấy người đừng có nói xạo đi. Anh Lâm vô tội, anh Lâm không có làm như vậy. Anh Lâm trong sạch. Mà bảo vệ đâu rồi, tại sao lại cho mấy người này vô đây làm gì chứ? Phải đuổi họ ra chứ. Sao kỳ vậy? Anh, em cầu xin anh đó. Anh nhận lại con đi. Nó tội nghiệp lắm. Nó là con anh mà. Còn anh đối xử với em như thế nào cũng được hết. Anh Lâm, là ai sai cô tới đây để vu khống tôi? Nếu cô không chịu khai thiệt, tôi sẽ báo công an. Tôi sẽ kiện tất cả các người ra tòa. Nói đi. Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Dù anh phụ bạc hay ruồng rẫy em vẫn yêu anh. Em đến với anh không phải vì tiền bạc hay địa vị gì hết. Em sẽ dùng cái chết để chứng minh em yêu anh như thế nào. Nhưng mà em chỉ mong là sau khi em chết, anh thương tình mà lo lắng cho con của tụi mình. Nè ba mẹ, vĩnh biệt ba mẹ. Gì vậy? Mẹ chết đi. Thôi mình về con. Này là sao? Kệ thằng Sở Khanh đó đi. Đưa cho tao. Thằng khốn nạn. Ông nên còn đến con ông thương. Nè, hồi xưa cậu đã tệ bạc với con Thi, bây giờ còn gái gú lăng nhăng rồi ruồng bỏ luôn con ruột của mình. Cậu còn tệ bạc hơn cả ông Rực nữa. Đúng là loại đàn ông đúng mặt. Nè, bà im đi. Bà có biết sự thật như thế nào mà ăn nói hàm hồ như vậy chứ? Người ta tự tử rất mặt bà như vậy, bà còn không tin nữa là sao? Nhưng tôi nói cho bà biết, tôi đi về không thể nào chịu nổi cái đám cưới của kẻ suy đồi đạo đức. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ sao vậy? Mẹ có sao không? Mẹ không sao. Mẹ chỉ đau bao tử vậy thôi. Thiệt không mẹ? Con đưa mẹ đi bệnh viện nha. Không sao đâu con, chỉ là hồi này lâu quá mẹ không đi xa cho nên bây giờ mệt trong người nên bị đau bao tử. Không sao đâu, mấy đứa yên tâm đi. Anh Lâm ơi, bây giờ mình phải làm sao đi anh? Anh hai ơi, có chuyện rồi. Bạn em nhắn tin nói là mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip của anh với cô Chi ngày xưa. Rồi cái gì lúc nãy nữa, không biết là ai đã quay lại rồi tung lên mạng. Bây giờ người ta bàn tán xôn xao lắm. Để em coi. Không được, báo công an liền đi. Lâm à, rõ ràng là chúng nó muốn hại con mà. Còn mấy cái clip này nữa cho người xóa được không con? Hả? Mạng xã hội nhạy lắm mẹ. Mẹ tung lên vài giây thôi là người ta chụp lại, đau lại hết. Bây giờ mình chỉ có thể nhờ pháp luật can thiệp thôi. Mà anh hai, cái cô Chi đó có khi nào cổ đi đâu tự tử nữa không? Cổ mà chết là rắc rối lắm á. Cổ không dễ gì chết đâu. Tự tử trước bao nhiêu người như vậy, rõ ràng biết là sẽ được cản mà. Đúng rồi, giờ cổ cố tình tự tử cho nên mọi người mới tin là thật đó. Đúng là thâm độc quá mà. Đưa mẹ vô nghỉ đi. Em cũng vô trong đi. Em vô trong với mẹ đi.
Lâm à, Lâm, bây giờ em tính sao? Em sẽ cho người tìm cũ. Tuy đây là chuyện cá nhân của em, nhưng mà bây giờ mọi chuyện bị những người trên mạng xã hội lan truyền rất là nhanh. Anh nghĩ là sắp tới ảnh hưởng không nhỏ tới đại dương đâu. Em đang suy nghĩ cô. Tự nhiên cô phá em với mục đích gì? Em không có thù oán với ai hết. Chắc chắn là cô nhắm vào đại dương thôi. Mà cũng có thể là... Anh đang nghi ngờ ai hả? Từ suy đoán của anh thì anh từng có mâu thuẫn với cô Phượng, phó giám đốc của Thành Tính. Cũng có thể là cổ. Về công về tư, cô đều có động cơ hết. Phải bắt được cô Chi kia mới có đủ bằng chứng. Giờ không thể nói suông, thế nào cũng bị cổ bật lại cho coi. Tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.